giả cho một tràng vỗ tay cổ vũ cho Idol. Idol bắt tay thân mật, trọng tài chuẩn bị, các đôi chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Chúng ta đang theo dõi trận thi đấu ở đầu leo 1 giữa đôi Nguyễn Văn Xưởng của Bắc Ninh mang trang phục cố đỏ gặp đôi Nguyễn Bá Phương của câu lạc bộ thể dục thể thao quân đội mang trang phục cố xanh. Vâng, hai đôi này cũng là những kiện tướng ở chân giới quân vật của quốc gia nhiều năm. Và ngay ở đến nghi lập rồi, xin mời hai đôi ra ngoài rồi. Ngoài đôi và giữa giới. Trận đấu tiếp tục. Mời quý khán giả và toàn thể cô dì chú bác cho một tràng hóa tay thì Đô Nguyễn Văn Xưởng đã nhấc bổng Đô Nguyễn Bá Phương của quân đội. Xin mời hai đô và giữa sới chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu ở trận keo 1 của đầu là 1. Đô Nguyễn Văn Xưởng của Bắc Ninh trang phục cố đỏ thắng. Đề nghị quý khán giả cho một tràng hóa tay. Vâng, đồng viên tinh thần thi đấu của hai đô. Vâng. Trận thi đấu tiếp theo ở giải lèo 2 triệu đồng, đô Nghiêm Đình Cảnh của Yên Phong Bắc Linh đã giữ và đô Trịnh Xuân Hùng của Đông Anh xin theo. Mai đô và giới. Xin mời tổ trọng tài, trọng tài chống Dương Văn Việt, hai trọng tài biên Phạm Quỳnh Tung, Đoàn Đình Thanh. Đô cô xanh ra. Ban tổ chức chúng tôi nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo, lãnh đội của các đoàn, các đô đã vào thi đấu là cắt ngắn móng tay. Nếu các đô để móng tay như thế thì rất mất thời gian cho các buổi trận thi đấu về sau.